sáng giờ bán được nhiều chưa bé Nhi? Sáng giờ bán nhiều chưa? 8 chai, 9-10 chai. Nay con biết là con bán bao nhiêu trái không? 80 à? 80 hay 80? 80 à? Sao con nói 80? Hả? Sao? Bữa nay 90 chai. Là bữa nay bán 80 trái, với nãy con bán 10 trái nữa là 90 trái đúng không? Không. Bữa nay bán được 80 trái là bán được 90 trái. Thì nãy con mới nói bán 80 mà nãy con nói bán được 90 trái rồi là 90 trái. đúng không cười? Nay con mặc đồ đẹp nữa ha, dép đẹp ha, áo này là áo con đó giờ mà đúng không? Ừ. Đó này con mặc áo đỏ nọ. Con với chú mặc đồ chung nhau giống nhau rồi nó kiểu. Đâu? Nè, đâu chung đâu, khác mà. Khác chú mà. Khác chú này. Ừ. Cái bầu cũng khác, cái quần cũng khác. Ừ. Ngắn. Hai style khác, khác nhau mà. Cái này cũng khác. Ừ. Ngắn. Cái này cũng khác. Cái nào cũng khác hết á. Da cũng khác nữa. Da khác không? Chú cũng đen giống con nè. Khi nào anh về Việt Nam thì anh hỏi luôn nha anh ha. Khi nào anh hỏi kỳ đó. Thôi mẹ con. Thôi cái bài cái gì? Thôi cái bài cái con. Bà mới thôi em kìa. Chị mua thơm kìa, con mua thơm kìa bé Nhi. Ê, bạn mày có kiếm mày kìa con, cô bốn mắt có kiếm mày kìa. Con mua thơm kìa. Ờ, bé Ben, có bé. Có điện hả? Mấy trái vậy? Dạ có. Nói liền luôn. Chào bé Ben. Nay con qua thăm anh Nhi á hả? Lần nào cũng qua thăm cũng qua thì đi trễ. Ờ, đi trễ ha. Ồ, tội nghiệp không? Trời ơi, quá trời. Bên đây, đá ngồi ghế nè Ben. Quá trời. Ben. Ben. Nay có cô và bé Ben qua thăm bé Nhi này mọi người. Mình chào mọi người nha. Mình chào mọi người. Có bự có nhỏ. Ông nói hồi đó nói cái con bự lắm. Bự lắm. Nó tùy đợt. À tùy đợt bự tùy đợt nhỏ luôn. Qua đến ngoài đi con. Chào cô. Dạ. Dạ. Hôm qua có ga hả? Qua là chờ lâu lắm. Dạ. Ủa qua ga dắt nào ta? Dắt chị mấy giờ cô? 8 giờ mấy. 8 giờ mấy à? Chắc đó bán hết hôm rồi. Đúng rồi. Lên hết rồi cái hỏng đấy nó. Dạ. Lại đi vòng lại. Dạ. Để nó đứng cái. Dạ. Mẹ vô chơi nó lâu lắm. Dạ. Rồi có cô muốn hầu thơm không? Dạ. À, đang mua sữa tặng với anh Nhi hả? Đem lên cho nó cây dừa.
Dạ, hôm qua cô lên cho bé Nhi cây dù. Dạ. Hôm qua bán hết sớm, 7 giờ mấy rồi hết rồi. Anh em YouTube mua hết rồi, chia ra mua hết luôn. Dạ. Dạ. Hôm qua bán có 60 trái à. Dạ, bán hết sớm. Đưa sữa cho anh đi. Ừ, anh đây nè, đứng chỗ này nè. Nhi, có em lại cho sữa kìa. Đây sữa kìa. Chị Duyên tôi cứ miệt mài tập trung. Ai làm gì làm, chị Duyên tôi cứ tranh thủ tập trung được công việc. Có 7 trái. 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 25 trái. 25 trái thơm. Đây, bởi vì anh này qua mua ủng hộ thơm của bé Nhi là 10 trái thơm luôn nha mọi người. 25 chứ 10 còn 15. Ủa còn 8 trái hả? Coi giò nóng rồi đây. Coi giò nóng đây. Đây này mày thấy lúc này Ben lại đây ngồi chú chụp tấm hình nha Ben. Ngồi đây nè, ngồi đây cái anh chụp tấm hình cái ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi đi. Thơm rồi bo thêm 100.000 cái bên ủng hộ cái gì. Đẹp trai quá ha. Sao cả mày nhỏ lại nhà anh.
tiếp tại đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.